Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Ai to to tiện tay tiện lái. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel và nay là sự góp mặt của sư fan anh em ạ. Mình đáp xuống đây được cây mấy năm hợp lý này anh em. Ôi lại có phụ kiện luôn chứ. Đấy tôi thấy mấy con ấy nhá. Úi giời, con đi cái đây nữa này. Holy shit anh em ơi. Mẹ nhặt cái súng đẩy lên bên trên có vui và bị bên dưới tỉa cho tí vỡ mồm này. Nhá, mình nghe có tiếng chân gần rồi. Ấy, có thấy đường ngoài. Theo đây, tay qua đây em ơi. Mình đã không có máu mà. Ôi, sau nay nhảy thắt hồ mà nhiều người chứ ta. Nay mục đích mình mặc bộ đồ này để mình test cái hành động mà qua mình không đi là có sự kiện nạp một kim cương. Nhận ngay cái hành động là sư fan em ơi. Ôi trời, cái hành động này cho thằng fan chọc thì đúng ra là gọi là hợp lý luôn anh em ạ. Vừa đấy một con chị gái chạy ra ngoài chạy đấu tiêu ta. Thế bây giờ mình không có máu nên là tốt nhất là mình không nên manh động anh em ơi. Chờ đợi cơ hội để chúng ta đẩy ra đi. Có một thiên niên cầm hai vector đứng ngay bờ tường mình này anh em. Hình như nó thấy mình rồi đúng không? Mình nghe thấy có tiếng nhảy mà. Nó nhảy xuống bên dưới đất anh em ơi. Thế thì được em nhá. Để chúng ta lên bình tĩnh thôi này. Bây giờ phải chờ thiên niên nào kiểu chạy kiểu bắn à đâu. Mình nghe như là có tất lận 2 tiếng từ chân em ơi. Chờ bọn này nó có mát đi là mình chạy hôi hôi của hợp lý này. Ok. Oh shit. Hình như thiên niên thấy mình rồi. À thôi nào. Em chỉ là một anh sư đẹp trai mà anh ơi. Nó còn qua lâu đại bên kia em ơi. Té lên bên trên lầu. Ôi sư phèn nay đi kiểu tụng kinh các thứ mà sao toàn gặp mấy kiểu thanh niên cục xúc chứ ta. Rồi bọn nó cãi nhau sau lưng này mình. Chẳng thì mình cầm hai Victor đây rồi. Úi giời ơi. Trời ơi. Chờ mãi anh em ạ. Ai tò tò ấy. Từ quay lại sắc góc đây mới đẹp chặt. Tò tiện tay tiện lai. Ôi xin anh em nhá. Man, nãy đầu trận nhảy xuống bị bắn mất máu núp như một con núp như một sư phèn vậy anh em ạ. Trời ơi, chờ mãi mới cơ hội. Chui vào đây quần khó nhẹ này em ơi. Mẹ tính ra là thế này là mất mấy phút cuộc đời của mình là phải rút em ạ. Không, căn bản là không có máu với lại không có giáp này kia nữa. Toàn gặp thanh niên cầm hai vector, hai scoot cái thứ lên mình cũng không dám lo ngó đâu anh em ạ. Hết đạn liên rồi chắc là mình sẽ đổi sang scoot bắn em ơi. Hết đây con đạn scoot này hợp lý luôn này. Rồi thôi tranh thủ con kia một tí keo anh em nhá. Này ui này sư phèn có cả lưỡi hái luôn rồi này. Chắc nay sư phèn sẽ làm nhẹ kiểu lưỡi hái lên top 1 anh em nhá. Cũng được đấy, cầm lưỡi hái này không kiểu đi lặt người thì cũng hơi phí. San sinh ở san số ấy nhầm nhạc anh em ạ. Cái gì đây. Thanh niên nào dám cà khịa sứ phèn đang trên đường đi thỉnh kinh này anh em. Nó ngay góc bên kia kìa. Thôi kệ đi anh em. Để mình phải qua đây mình tranh thủ mua bông keo chứ đã mất công lại hết hàng bảo sao đen này. Để xem còn mấy lượt em nhá. Còn nhiều lượt này anh em. Ôi vẫn còn 3 lượt nữa kìa. Mà mình hết tiền các bạn mua được 15 quả bông keo là cũng được rồi. Để sứ phèn chạy lên đây coi. Đấy thế nên là dám cản đường sư phèn đi thỉnh kinh nó mất tiêu rồi ta. Đấy nó đứng ngay bãi xe mà các bạn nó mất tiêu rồi. Đây xe thì chỉ độ nhúc tập sừng kìa. Ôi rồi trời ơi chúng tâm sừng thế này là mù vắt chết rồi anh em ơi. Không được rồi. Cái gì đây. Holy shit vô lý các bạn. Mình đứng ngay góc đây nó ló phát bắn được một viên đúc kìa. Đẩy lên trời lắm. Thôi nào ngộ ngộ không đâu rồi anh em ơi. Mẹ sư phụ bị bắt nạt mà ngộ không mình không xuất hiện ra đây ta. Ơi mà quên nay mình cầm cái năng A1224 anh em ạ. Thế này là hư này. Ôi mẹ nay mình không cầm theo ngộ không để đi thỉnh kinh mời mà không sao. Sư phèn làm được AI to tiện tay tiện lai anh em ạ. Mà không biết là các bạn săn cái nằm đầm tím này ở cái vòng quay gì mình quên mất tiêu rồi nhở. Mình quay hai lượt x5 á. Mình được luôn cái quả nắm đấm màu từ tím này anh em. Mình không nhớ tên nó là gì. Cái gì đây. Shit. Ôi sư phèn đang tính chạy lại đổi cây Barret mà đâu ra con yêu quá đằng kia nó bắn mình vậy ta. Từ nha. Nay mình đi thỉnh kia một mình mà. Không có ngộ không mà mình vẫn diệt được yêu quái. Rồi yêu quái mình vừa tìm góc này. Có máy quét mà. Tại máy quét cho dễ anh em. Ấy sư đi thỉnh kinh à đâu. Bần tăng đi thỉnh kinh phiên bản 4.0 anh em ơi. Phải sai máy quét nhẹ vị trí được. Nó núp sau thùng công này. Nha. Giờ là một là mình đẩy lên luôn, hai là dụ nó ra cái đầu nó em ạ. Đây nó ngay đây này.
Bắn vài viên xong rồi thọt vào trông khó chịu thêm nhở. Không không chịu ló ra cho mình cái đầu này. Nè, cay thế nhở. Thôi để mình sẽ để lên mình chơi khô máu lên má. Chứ thực sự là câu về tốn thời gian quá, bao được thu vào nữa này. Để quân khóc đây. Nghe thấy tiếng đổi súng rồi anh em nhá. Chị gái đang ngồi góc ngay trước mặt mình này anh em. Ngay cạnh này. Để sụp cái bát. Ấy ôi. Nè chị gái nhảy quá. Ai hư này. Thế cho tôi xem mặt. To tiện tay tiện like đi chứ hả. À mà các bạn xem video này của mình thì cũng đừng quên để lại cho sư phèn một like, một share và một comment bên dưới để sư phèn có thể có động lực thỉnh kinh lấy top 1 anh em nhá. Ấy chà. Phát hiện ra yêu quái ở kiếp nạn 31 rồi anh em. Ấy chà, chạy lon ton dưới đồng. Ơ kìa. Ấy mình bấm bắn kìa anh em ơi. Trời bấm như thế xịt kìa. Viên này xịt nữa thì thôi này. Ôi con yêu quái 32 này chạy nhanh chứ ta. Kiếp ải 32 này có vẻ là hơi căng mạng. Thôi để mình sẽ đẩy lên mình nhục xong chưa thẳng mồm này. Nên vẫn còn cố lút đồ thì em. Ấy chà, chạy qua đây à. Chẳng lẽ mình dùng lưỡi hái ra. Thôi được rồi mời. Ló góc này. Lúc quay tay này. Dùng lưỡi hái sử. Ấy chà. Nó nhảy qua đầu mình. Té qua góc này em ơi. Con yêu quái này cũng manh động phết đây anh em ơi. Kiếp nạn 32 là có vẻ hơi căng. Ấy chà. Chạy qua góc đây. Ok kìa. Ôi, nó lắc nhanh thế ta. Rồi, lúc về sau xe đúng không? Ấy chà. Ê, đâu ra chị gái ngay đây đây. Ôi, mình gặp yêu quái X2 luôn anh em ạ. Trời ơi, không sao. Sư vẻ làm được. Ấy chà. Ừ này. Ôi. Xong rồi. Xong kiếp nạn 32 này mời. Đến kiếp nạn 34 này. Ấy chà. Chị gái ngồi thủ xong keo à. Lại còn để lộ súng này là hỏng. Còn gì manh động thế chị gái. Để xếp vào keo này anh em ơi. Ấy chà. Vẫn còn quay tay à. Thôi xong rồi gái rồi. Cầm đi. Lặt. Đặt bóng keo. Đùa với lưỡi hái của sư phèn em ơi. Ôi. À gì to. Tiện tay tiện like. Cho sư phèn một like và một comment bên dưới đấy mà sư. Ôi chắc là sư phèn chắc là phải dùng chiến thuật kiểu là làm người lương thiện lấy top 1 anh em ơi. Chơi cuốn bo lấy top 1 em nhá. Ừ nhá, bây giờ mình muốn lên được trên đấy mình phải xử thanh niên ngay đây này anh em. Một thanh niên đang tính chạy từ trên đồi chạy xuống này. Đầu ta đây. Đầu ta toàn ke nhẽ đầu pha highlight cho Barret cho em xem này. Ái dồi. Thanh ngó đều ơ kìa. Ơ kìa mình. Ôi kìa mình tăng một vài sát thương mà sao có chỉ chi tiết vậy? Nó ăn một viên đó chạy thọt vào trường học rồi kìa anh em. Ô. Tranh thủ cơ hội mình lên bên trên cái nóc sử khí em ơi. Có khi trên này bo lại độ sửa chứ đúng không? Tôi chắc kỹ là đã xem nó có ló nó cái kem mình không. Đi chạy thủ nhanh. Thủ leo lên nóc sửa nhanh bạn. Keo lên bên trên này khó lắm này anh em. Cố gắng mình sẽ đập kỹ một tí này. Thường người ta đặt 3 quả là mình lên người ta lên được không biết mình. Mình không có kinh nghiệm kiểu đặt bóng keo leo lên nóc sửa kiểu bóng cầm bóng keo thừa nữa anh em. Nên là cũng còn hơi bỡ ngỡ nhá. Nha, quả bóng keo mình lên đặt cao keo chút xíu nhở. Đặt tầm như vậy là vừa này. Ấy hình như là khả năng lên được rồi đấy anh em ơi. Ấy. Ôi nó lại thấp quá anh em ơi, không đủ lên được. À, mình ngồi góc này mình đặt lên một khúc là được. Ấy, ôi sồi. Ây da. Con yêu quái đã bắn vào mông thằng vẻ đẹp trai. Á, chạy xuống bên dưới đồi. Á, vị thứ hai là ấy. Ôi. Vướng quả bom keo kìa. Holy shit. À, chắc mình sẽ phải phá quả keo mình chạy mình cho ăn lụ đạn anh em. Hình như là thanh niên áo đen lúc nãy mình bắn nó từ bên dưới đồi đúng không? Á, đây nó chạy góc đây này. Con yêu quái này hư thật em ạ. Nha, chạy qua góc này. Lấy góc, quăng lựu đạn. Sắp mặt luôn này mời. Cho ăn lựu đạn. Thấy bà nội luôn này. Lựu đạn siêu cao này mời. Nó, bùm, ở kia. Ui, biết thế mình rút chốt đi. Nó ngồi ngay góc này, nó kê bên này anh em. Hello. Subscribe. Á nhờ. Hình như nó cũng thấy mình rồi đúng không? Đừng kê kìa. Tình hình này không ổn anh em ạ. Bây giờ vướng nó mà mình còn đúng 3 quả keo sao lên được bên trên ta. Nha, thôi tốt nhất là chúng ta làm lấy thủ đi. Để mình chờ xem cái bo 4 nó như thế nào đã. Mất công leo lên tốn hết bong keo. Bo 4 nó như xịt nữa thì thôi mà vứt. Úi giời, ui. Đặt keo bay lại. Ẩu xịt, ôi. Sao nó quăng lựu đạn cao vậy anh em. Thế thì cầm bét quăng keo à. Bét quăng bo mà. Trời ơi. Đổ có đúng một khúc máu anh em ạ. Dã man thiệt. Ôi, tự nhiên hình như nó bị ai đó bên tay phải bắn đúng không ta. Ôi, ui mà cái bo 4 không độ anh em ơi. Đấy, may thật đấy. Và đấy mình lên là coi như là mình cũng còn xuống luôn đấy các bạn. Và tí mất mạng chứ. Một thanh niên vừa chạy vô giàn giáo vàng kìa. Từ pháo quả keo này đã. Chứ mình đang có cái nhau căng mời.
nghe tiếng giảm thanh trong xưởng này. Ấy chà, à, nó bắn hai bom keo sơ tục MCP này anh em. À đủ, bảy mấy tiết kìa anh em. Biển này nó đã vỡ một lúc, à, đúc ngay cái góc này, ok kìa. Ờ, như thế mà chết kìa, ấy sao đặt keo dày thế. À, phá luôn rồi, quả kia rồi, ấy. Ồ nó đâu tiêu rồi, sao biến thành hộp sát rồi anh em. À, bên dưới cãi nhau này, đặt bóng keo mày, à, 79 tiết nữa này. Viên này nó vỡ mồm luôn. Ôi ôi sao được ngay anh em. Ơ mà sao thế đi bên. Ơ à, đi bên trên đồ bị ai bắn rụng đụng trứng này mà. Thôi bây giờ mình phải xuống mình chạy bo trước đã này. Ôi oh, xin. Ý có đứa trước mặt mình. Ê đặt kêu ra. Ồ đâu ra có đứa nó chạy lại đấy nữa ta. Hôm nay mình rõ là mình bắn bọn nó bắn nhau xong mình cờ li một đứa kia là hết rồi mà. Thứ nhất là mình chạy lại góc đây mình cam bo này. À, thì thế nào cũng phải chạy bo hướng này anh em. Ý ngồi đây bắt bài nó chạy bo là hợp lý luôn này. Ơ kìa, ơ sao đặt cái chạy bo hướng này chạy qua góc đấy vậy. Lý ra mình đặt quả keo góc đấy thì nó phải nghĩ góc đấy có người nó phải chạy qua bên đây chứ đúng không. Thế là nó chạy được luôn qua góc đấy rồi đúng không anh em nhở. Ê từ đấy, nó lại chạy luôn qua đây này. À, nó cố lúc đồ cối mạo. Nhập tí một kia tí máu ơi. Để bo cuối mình còn có một cái để xử lý chứ. Chạy bo. À, bo keo nhiều quá mà mình nhặt không hết anh em ạ. Bo đau. Ơ kìa, mà bo này còn có một người nữa à. À, thế thì còn kiếp nạn cuối cùng nữa thôi anh em, còn con yêu quái cuối cùng nữa thôi là thằng fan thỉnh kinh top 1 hợp lý luôn này nha. Sửa giáp này kia đầy đủ chứ đã, bo cuối thêm cuối thôi chắc lẽ mình sẽ chơi lưỡi hái luôn em nhá. Cầm lưỡi hái quất luôn cho nó máu này. Ê, kia nó trước mặt đi khi nó ấy nó bị tay trái mình. Ê, từ từ nó làm trái. Ơ kìa, ấy ồ thôi bạn, mình đang tính vứt mấy đồ vớ vẩn ra mà thôi để nó chơi lưỡi hái à đâu cầm liệp lặc đấu luôn. Ai thằng đập mình đấy mày. Ấy ấy ẩu xịt tí thì đập ấy à hư đấy. Ấy sao chém có mười mấy hai mấy tiết vậy. Ẩu xịt đập có keo ơi hết keo rồi em ơi. Sao 15 một keo bị đập nhanh nhở, sao nhẹ cái lửa nổi chạy này. Từ hồi máu đã nhá, mình tiết kiệm con nhân vật này chuẩn bị đẩy lên chúng ta sáy năng nhân vật. A 1 2 4 chém luôn. À 87 tiết này vỡ mồm luôn. Ui sao ấy da a di to tiện tay tiện lai à tiện tay tiện top 1 luôn. Nay sư phè làm nhẹ cái top 1 và ở đó xử cái kiếp nạn cuối cùng bằng lưỡi hái có vẻ là hơi chất lượng em ạ. Thì thôi chắc là video của sư phè cũng xin đến đây là kết thúc rồi. Anh em xem video được mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và một dưới và nhớ lại đăng ký kênh và một chùm nhá. A di to